Vì sao con sống có hiếu với cha mẹ và lo cho gia đình, chồng con, lo lắng đủ thứ trong ngoài mà không được tình thương đậm đà? Con không biết nghiệp gì mà chồng con không thương con? Con có hai người chồng cũng giống nhau. Xin thưa các vị, hai người mà hai người cùng một lúc hay trước sau? Nếu mà hai người cùng một lúc là không thương là đúng rồi, sao thương nổi? Còn cái chuyện mà gọi là có trước có sau thì chuyện tiền. Nhưng mà thật tình với các vị á, có những người lo cho gia đình, mà cái này tôi nghĩ là cũng thuộc về cái nghiệp đó. Các vị có bao giờ các vị thấy cái người mà thách khe các vị nhiều, các vị cảm thấy thấy khó chịu không? Cái này nó tùy chuyện nha. Có những người mình được thách khe mình rất là hạnh phúc, người quan tâm chăm sóc mình hạnh phúc. Nhưng có những người họ quan tâm mình thấy bực bội, khó chịu và mình không thích. Như vậy cái này nó thuộc về cái oan trái và cái duyên của con người. Và thậm chí bên cạnh đó là cái nghiệp của mỗi người mỗi khác. Có những người thách khe dạng vụng về đó, cho nên chính cái chỗ đó là làm cho người mà khi mà được chăm sóc đó, người ta cảm thấy rằng người ta không thoải mái và người ta cảm thấy nó bực bội. Vì vậy cho nên là ở đây nó thuộc về cái cách khôn ngoan của mỗi con người. Nếu một con người gọi là chăm sóc mình mà có thông minh, có hiểu biết á, thì sự quan tâm của mình một cái cách nào đó thì mình là cảm thấy là người này chờ đợi để được quan tâm. Còn có những người dường như là mình có mức độ không tương xứng, cho nên cái cách quan tâm của mình mang cái nghĩa là mình nịnh nọt họ, hoặc mình chiều chuộng họ vì mình sợ họ cái này cái kia, hoặc mình sợ mất họ. Đó là họ xem thường mình. Những người mà chăm sóc bị xem thường, đây là cái người luôn lúc nào cũng dưới cơ người khác. Cho nên các vị có đủ bản lĩnh và đủ cơ, người ta cầu xin để được chăm sóc. Còn các vị dưới cơ, các vị chăm sóc, ta cảm thấy các vị á, giống như là muốn được bảo vệ, muốn được yêu, muốn được quan tâm, cho nên các vị phải hy sinh. Thì cái này nó lại cái khác. Cho nên ở đây phải có một cái tâm lý sâu vào trong việc này. Có những cái mình cảm thấy rằng nếu mình chăm sóc, nó xem thường mình bỏ rơi nó, tự nhiên nó muốn mình chăm sóc trở lại. Có những khi là như vậy. Còn chính chỗ là mình dường như là mình nằm dưới quá, cái mức độ giữa cơ mình và người đó dưới quá, và người đó người ta hiểu mình quá rõ, là có nghĩa là mình dường như quá thường. Thành ra mình hy sinh chừng nào nó lại xem thường mình hung chừng đó. Cho nên cái điều này không nghĩa là cần phải hy sinh, mà cần phải làm nâng cao cái mức độ, cái tầm của mình lên. Mình cho mình có cái tầm quan trọng trong ngôi nhà đó, mình có cái tầm quan trọng trong cái điều đó, và mình mà cảm thấy rằng là không có mình, thiên hạ sẽ cảm thấy họ chới với. Phải thấy được sự tầm quan trọng của mình, coi coi họ cần mình chăm sóc hay không. Vì vậy cho nên có những người càng chăm sóc càng bị xuống. Cho nên có những cái mình cần phải đề cao mình hơn là chăm sóc nó. Và chính vì vậy đây là cái cách mà gọi là tâm lý. Nhưng mà nhiều khi cái người vụng về quá không có khả năng để đưa mình lên một cái tầm cao. Vì vậy cần phải học, cần phải tu, cần phải quán chiếu lại mình, và cần phải đọc nhiều sách để mình nhìn thấy rằng mình như thế đó là mình đang được, đang mất, đang như thế nào, để mình biết hiệu chỉnh về mình. Cho nên người thiếu đi cái tu, cái học, cái nhìn lại mình, lúc nào cũng bị thiệt thòi là như thế. Cho nên mỗi một người có một lợi thế. Có người vì đẹp cho nên người ta cần được chăm sóc, có người vì tài, có người vì giỏi cái gì đó. Còn mình đôi khi mình chưa được hẳn là đẹp, chưa hẳn là tài, chưa hẳn là vậy, cho nên mình không được quan tâm của người khác, buộc lòng mình phải hy sinh để mình lấy được tình cảm. Cái này không khéo mình trở thành nạn nhân và sự khi dễ của người khác. Ở đây là tôi mở cho các vị nhìn thấy một cái lối về con đường của tâm lý. Vì vậy có nghĩa là chúng ta phải đưa chúng ta ngang tầm với những cái người như vậy, chúng ta sẽ tự nhiên được trân trọng. Ví dụ trong một gia đình, sao tất cả các con mấy người kia không chăm sóc cha mẹ mà cha mẹ lại để ý tới nó? Mình hy sinh chết mồ chết tổ, cực khổ thấy mồ mình chăm sóc mà dường như mình bị la hoài. Tại vì dường như mình là kẻ thiệt thòi nhất trong ngôi nhà. Vì vậy mình hãy đưa mình lên cao, tự nhiên ba má cần mình. Ở đây tôi nói về tâm lý của con người cho các vị hiểu. Cho nên điều quan trọng nhất nên xây dựng con người mình hơn là cách chạy theo để chúng ta được cái sự quan tâm như thế. Hãy tự tôn trọng mình, xây dựng con người mình, hoàn thiện con người mình, khẳng định được cái chỗ đứng và khả năng hiểu biết và mọi thứ của con người mình. Tự nhiên người ta không đánh giá thấp,
thì một sự quan tâm nhẹ của mình người ta cũng cảm thấy có giá trị. Còn bây giờ người ta đánh giá thấp mình càng quan tâm người ta hất mình ra. Các vị nên như vậy. Cho nên tôi nói có một số người á, khi đeo đuổi với chồng khinh thường, thế tao bỏ cho mày chết gục đi, thấy bà mày đi rồi cự rồi như thế nào. Cho nên có những cái mà chúng ta không khéo chúng ta tự đánh mất mình mà chúng ta nghĩ quan trọng. Cái đây là cái tâm của các vị đôi khi là chưa đánh giá được vấn đề. Mình nghĩ mình làm như vậy để mình lấy được tình thương, hoặc là thật sự mình thương thật cho nên mình hy sinh. Nhưng mà cái tình thương của mình bị người ta xem thường, người ta giẫm đạp. Mình phải có cái cách khác chứ. Cho nên tự mình học và tu và trao rèn, mình mới đánh giá được mình. À, giữa mình và người đó chênh lệch nhau cái gì. Mặc dầu mình có dở, mỗi một con người có dở nó cũng có một cái lợi thế hơn một người kia. Trong hai người ai cũng có một lợi thế. Dù mình có dở cách mấy trong đời sống của gia đình thì mình cũng có dẫn những cái lợi thế mình hơn người kia. Và hãy nghĩ cái cách phát huy lợi thế trong cái đời sống gọi là tương đối với nhau. Thì khi nó tương đối, nó tự tôn trọng với nhau dễ hơn là mình ở dưới thấp mà muốn đòi người ta quan tâm đến mình. Cái này là tâm lý. Còn về đạo đức thì người ta thấy người thân mình càng thấp, người ta càng muốn nâng lên. Đạo đức là như vậy. Còn tôi nói cái kia là đối cơ sòng phẳng nha. Còn về đạo đức thì một người thân mình thấy yếu, ví dụ bây giờ trong một gia đình người cha người mẹ có đạo đức, thấy con mình đứa nào thiệt thòi thương đứa đó hơn. Nói lại là một cái cách khác. Tôi nói hai mặt để cho các vị đánh giá được vấn đề. Nếu chúng ta được trong một môi trường gia đình chúng ta tình cảm có đạo đức như thế, chúng ta hạnh phúc rồi. Nhưng môi trường và hoàn cảnh người thân chúng ta không được điều đó thì chúng ta phải tự nâng mình lên bằng cả một sự hiểu biết và quyết tâm. Các vị hiểu điều này chưa? Rồi, A Di Đà Phật. Tôi chỉ mánh này ghét thiên hạ chửi chết luôn hả chứ.